Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục trò chuyện với quý khán giả về cổ Úc Gò Công và những tin tức khác ha cả nhà. Và Xuân Mỹ xin mượn màn hình FC Hồ Văn Cường tổ chức sinh nhật để làm nền cho cái chiếc video này, để cho mọi người cùng nhìn lại những hình ảnh dễ thương của Cường trong tiệc sinh nhật mừng tuổi 20 của Cường được tổ chức vào ngày 11 tháng 3. Và như thường lệ, Xuân Mỹ vào kênh Hồ Văn Cường Official để giới thiệu lướt qua một lần nữa kênh. Mong mọi người cùng ủng hộ ha. Đây, Hồ Văn Cường Official có tích xám ở trên điện thoại đó, mình đã thấy cái tích xám luôn rồi ha. Rồi, bài Tết quê hương như hôm qua Xuân Mỹ nói là 1,3 triệu, mùa xuân bên nhau 1,4 triệu. Hôm bữa thì Cường hát bài hát mới trong cái show 18 tháng 3 thì là bài Không bao giờ quên em, rồi Buồn con sáo sậu, rồi Khúc hát ân tình cả nhà. Hôm nay là ngày 20 tháng 3, là ngày được chọn, ngày 20 tháng 3 được chọn là ngày quốc tế hạnh phúc. Cho nên hơn ai hết, Xuân Mỹ nghĩ là Cường là một ca sĩ hạnh phúc nhất vào thời điểm này. Và cũng nhân đây xin chúc tất cả mọi người, tất cả khán giả trên kênh Xuân Mỹ, tất cả fan xanh chuối xa gần luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Và hạnh phúc với những gì mình có hiện tại, hạnh phúc với những gì mình đạt được hôm nay. Ngày mai thì chưa tới, ngày hôm qua thì qua rồi, cho nên là đừng có quay lại ngày hôm qua mà hãy tận hưởng những gì ngày hôm nay mình có cả nhà. Và Xuân Mỹ rất mong là hôm đó thì Xuân Mỹ cũng thấy có ekip quay video. Hy vọng là Cường sẽ có những cái bài thu âm trên kênh của mình ha, phát trên kênh của mình. Đó, rồi tin tiếp theo sẽ được chuyển sang trang Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen thì có thông tin gì mới hôm nay, Xuân Mỹ sẽ điểm qua cho cả nhà ha. Đó là cuộc đó là thân tin tức. Tin tức về cuộc chạy marathon sinh viên giảng viên các trường đại học trên đường chạy marathon của Đại học Hoa Sen đây nha, được đăng trên Đại học Hoa Sen cách đây vài phút. Không chỉ có các sinh viên mà và giảng viên của Đại học Hoa Sen, giải chạy Hoa Sen Marathon 2023 còn thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, nhân viên từ các trường đại học lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như là Đại học Ngoại ngữ, Tin học, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Lang. Giải đấu không chỉ là nơi để các thầy cô giáo, các bạn sinh viên thể hiện rèn luyện sức khỏe, mà trên hết là cơ hội để các đơn vị cùng giao lưu, lan tỏa tinh thần thể dục thể thao đến nhiều bạn trẻ. Sau quá trình chinh phục cự ly thi đấu, Hoa Sen Marathon 2023 đã tìm ra chủ nhân của các giải. Bảng đấu cho học sinh sinh viên, giải cá nhân, giải nhất thuộc về Nguyễn Thị Kim Thoa, trường Đại học Hoa Sen, giải nhì Nguyễn Thị Quyền My, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, giải ba Phạm Trường Thảo Chi, trường Đại học Hoa Sen, bảng học sinh sinh viên, giải cá nhân nam, giải nhất Đỗ Nhật Thành, trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, giải nhì Nguyễn Văn Giang, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, giải ba Đào Đức Lương, trường Đại học Ngoại ngữ Tin học. Bảng giảng viên, nhân viên, giải cá nhân nữ nhất Lê Thị Phương Loan, trường Đại học Văn Lang, giải nhì Đào Trần Ái Thi, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, giải ba Phạm Thị Ngọc Chi, trường Đại học Văn Lang. Bảng giảng viên, nhân viên, giải cá nhân nam, giải nhất Lương Ngọc Tuấn Anh, trường Đại học Văn Lang, giải nhì Trịnh Đình Giang, trường Đại học Hoa Sen, giải ba Trần Trọng Đức, trường Đại học Hoa Sen. Ngoài ra thì ban tổ chức cũng trao 12 giải khuyến khích cho các cá nhân. Xin chúc mừng các runner. Đây cả nhà, hình ảnh trao giải cờ lưu niệm. Xuân Mỹ xin cho cả nhà xem ha. Đó. Cờ lưu niệm trao cho các ở đây là chuẩn bị xuất quân.
đông đảo ha cả nhà. Đó, các vận động viên đang chạy. Marathon là cái cuộc thi thường niên của các đơn vị. Hôm qua thì ở Cần Thơ thì cũng có chạy việt dã, gọi là chạy việt dã cả nhà. Cũng có đông đảo, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động trên địa bàn tham gia trên đường chạy nè cả nhà. Đó, rồi ảnh lưu niệm đó, đó là thông tin của Đại học Hoa Sen. Thể dục thể thao sức khỏe dồi dào ta nên luyện tập ha cả nhà. Đi bộ, nếu ai không có thời gian thì mỗi một ngày đi bộ khoảng tầm 30 phút thì cũng cũng đổ đổ mồ hôi rồi, cũng tốt cho sức khỏe rồi ha cả nhà. Trên màn hình thì cả nhà thấy là trò chơi mà nhìn nhìn hành động đoán đoán chữ, đoán cả dao tục ngữ thì cũng nhiều cô cũng đoán rất là hay. Ý của Cường nhìn ra được phần ý của Cường ha cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang đại gia đình Ngọc Sơn xem anh Sơn có thông tin gì. Ngoài cái bài dòng sông Babylon thì chưa có thông tin gì mới, cũng làm trước đó thì anh Sơn đấu bóng bàn với các tay vợt trẻ. Đương kim vô địch bóng bàn quốc gia, huy chương vàng, nhiều nội dung khác tại Hải Dương, nơi sản sinh ra nhiều cái tài năng bóng bàn đây cả nhà. Anh Sơn đánh bóng bàn rất là quyết liệt cả nhà. Đó, cũng là rèn luyện thể thao. Đó, bung ra ngoài. Chơi bóng bàn này cũng nó rèn cho mình cái độ nhanh nữa cả nhà. Nó nhanh nhạy, không chỉ thể lực mà còn nhanh nhạy, tại vì trái bóng bàn nó tưng rất là lẹ, cho nên là kéo tay lên là vuốt, là phải vuốt nhanh liền thì mới là kịp trái bóng, để không là nó rớt. Và bóng xoáy, bóng chìm, bóng nổi, rồi xoáy ngang, xoáy xéo gì tùm lum nha cả nhà. Phải có kinh nghiệm, phải đón được bóng. Xuân Mỹ cũng có một thời gian chơi bóng bóng bàn. Bây giờ thì đó là thông trên trang của anh Sơn. Xuân Mỹ muốn để vào trang Hồ Văn Cường Fan Club xem sao show, thì cảm xúc của fan xa gần như thế nào ha. Đây, những fan chúc mừng con Hồ Văn Cường, con quá tuyệt vời, chúc con luôn khỏe mạnh, thành công hơn nữa. Tức là show 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 thành công đó cả nhà. Rồi fan chúc mừng. Đây, Xuân Mỹ kéo lên cho cả nhà ha. Mời cả nhà về miền Tây quê con hát bài Tiền Giang quê tôi. Đây, bài này là con đã từng hát trong cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016, Tiền Giang quê tôi. Rồi nhiều rồi một khán giả khác: một đêm tuyệt vời, chúc mừng chàng ca sĩ, cứ nghĩ đến là thương. Có người nói cũng có nhiều ca sĩ hát hay nhưng họ vẫn chỉ là ca sĩ, riêng Hồ Văn Cường không chỉ là ca sĩ hát hay trong mắt các mẹ các chị mà còn là một đứa con, đứa cháu thân thương không rời mắt được. Cô luôn chúc con một đời bình an, một đời an yên và thành công trong sự nghiệp. Đây là hình ảnh của cô ấy. Fan xanh chuối Dương Cu viết: yêu hết nấc, khoảnh khắc đáng yêu nhất. Đây, ôi, đó cả nhà. Những cái khoảnh khắc này thì còn
chị Hương Chương thì viết như thế này: chỉ cần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên và dễ thương, như vậy là cả thiên đường hạnh phúc trong cô. Cảm ơn con đã cho cô thêm động lực để tiếp tục có những chuyến bay thật vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa nhất trong tương lai. Bay cùng Hương đến May Đà Nẵng vào 25 tháng 3 2023 nhé cả nhà mình. Bay cùng May Đà Nẵng và phiêu cùng sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường. Xem show xong ta cùng xem cầu rồng phun lửa tại Đà Nẵng. Cả nhà nhanh tay đặt vé để Hương có dịp gặp lại tất cả các cô chú anh chị trước khi quay lại Mỹ ạ. Hương xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn tuần mới thật vui khỏe. À đây, hình ảnh chị Hương và Cường. Cả nhà thấy chị Hương móc like ở trước hai máy không? Và ổng lên ổng cũng ghẹo chị Hương. À, năm nay bao nhiêu tuổi ha? Chúc mừng con show 18 bay Sài Gòn tỏa sáng thành công rực rỡ. Và cả nhà Xuân Mỹ sáng nay Xuân Mỹ có phát cái video đó cả nhà thấy không? À, Cường ơi hát nữa đi Cường, hát thêm bài nữa đi Cường, hát câu vọng cổ nữa đi Cường. Tức là năn nỉ tức là hát 11 bài rồi vẫn 11 bài rồi thêm mấy câu vọng cổ nữa vẫn chưa chịu về. Rồi thấy vậy con hát tặng thêm nửa bài của bài Chờ Đông, xong rồi hát xong rồi mọi người ngồi im ru, không ai lục đục đứng lên hết trơn cả nhà. Cậu ấy nói sao? Ủa hết rồi. Hết rồi, cô chú không về sao con dám, cô chú không về sao con dám về. Đó. Thấy dễ thương không cả nhà? Năn nỉ tức là ai cũng muốn là hát nữa đi nhưng mà show Đà Nẵng nha. Con nói là hẹn 25 mình gặp và chắc chắn là show Đà Nẵng con sẽ hát bài Chờ Đông. Đây show Đà Nẵng ha cả nhà. Show Đà Nẵng 25 tháng 3 và Xuân Mỹ xin đọc bài này chị Hương đăng với cái poster nè. Xuân Mỹ xin đọc lại hình ảnh của số điện thoại của show Đà Nẵng nha cả nhà. Đây, số điện thoại 0912946549, 0912966549. Show Đà Nẵng 25 tháng 3. Cái vé mà loại 450 là hết rồi nha cả nhà. Còn vé VIP 1.350.000, 950 và 650. Ai mua vé thì gọi hotline ha. Team của khu vực miền Trung tranh thủ đi xem show, bởi vì đây là lần đầu tiên Cường có cái tour ở Đà Nẵng ha, và tranh thủ vận động tất cả fans ở khu vực miền Trung đi xem hát ủng hộ của Úc Gò Công ha. Rồi khán giả nào mà không có sử dụng Facebook mà muốn kết nối với FC thì gọi cho Xuân Mỹ 0913136109, Xuân Mỹ sẽ kết nối với FC để đăng ký đặt vé thông qua FC. Thông qua FC thì mua nhiều vé thì được giảm đó cả nhà. Rồi có đăng ký nghỉ chung với FC thì mình đăng ký ha, để thuận tiện mình gặp nhau trong gia đình xanh chuối, thuận lợi giao lưu cùng khán giả xa gần Bắc Trung Nam hội tụ về khúc ruột miền Trung. Và xem đi xong rồi mình xem show xong thì mình có thể xem cầu rồng phun lửa là vào tối thứ bảy cả nhà. Tối thứ bảy là ở Đà Nẵng có cầu rồng Đà Nẵng có phun lửa ngay chỗ cầu rồng. Mình ở ngay chỗ mây đó là mình thấy là được cầu rồng phun lửa luôn đó. Xuân Mỹ xin nhắc lại nha, khán giả nào mà đặt vé thì là gọi cho số hotline của Đà Nẵng, 09 của May Đà Nẵng, 0912946549, 0912966549, và số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109 ha cả nhà. Để tặng vé, để đặt vé cùng với FC miền Nam ha, Xuân Mỹ sẽ kết nối. Rồi có một anh Việt Kiều, anh ấy là Thọ Nguyễn đó cả nhà, Việt Kiều ở Úc về đó. Rồi có bài thơ tặng khi mà xem show xong nè, Thọ Nguyễn. Cảm ơn với cái tựa đề là cảm ơn. Ngào ngạt thiên lý hương thơm ngát,
dạt dào bao cảm xúc đan xen giữa biển người lạ lại ân cần. Thiên thần nhỏ kết dây thân cận, cảm ơn con người mang xúc cảm vườn chuối xanh Nam Bắc gần xa. Từ giọng ca đến nét hiền hòa, cho tôi thường hưởng niềm vui rộng lớn. Cảm ơn con thỏa lòng mong ước, mãn nhãn thương dáng nhỏ chân phương. Hồ Văn Cường nét nhạc mượt mà, như hoa nở chờ ông lấy mật. Cảm ơn con tròn tâm tự nhẫn, phủi trần ai hiện ngọc long lanh. Dành chân thành gặt lại chân tình, minh nguyệt rạng sông ngư nhà chuối. Cảm ơn con tuổi còn non trẻ đã kề vai chia sẻ nhọc nhằn, bằng giọng ca xúc cảm trời ban, mang gia quyến thoát thai quán cốt. Cảm ơn con một lòng hiếu hạnh, nét tinh anh ấm dạ cả nhà, bởi tình thương đặt đúng người thương. Con hạnh phúc cả nhà hạnh phúc. Cảm ơn con nhân sinh bổn thiện, biết trao đi tô ý cuộc đời, khơi từ tâm hoàn thiện từ nhân, chân thiện mỹ tri nhân tri diện. Cảm ơn con nhiều và nhiều lắm, giúp cho người định nghĩa chữ thương. Hồ Văn Cường xứng nhận ân tình, xanh nọn chuối theo con ngàn hương. Cảm ơn con thương con nhiều lắm, sẽ ghé thăm mỗi dịp về nhà, bởi con như phần nhỏ quê hương, nơi vương vấn lòng người xa xứ. Anh này là ảnh ở Úc cả nhà, và lần này ảnh về ảnh coi show luôn đó. Tấm lòng của fan xa gần như chị Hương Chương là mong là luôn luôn hẹn những cái chuyến sau, mong Cường dẫn bước để hẹn những chuyến sau. Xuân Mỹ để Xuân Mỹ kéo lên cho cả nhà xem một cái tấm ảnh Cường và bà ngoại chụp ở ở sau sau show 10 đây, dễ cưng lắm luôn, ba gương mặt cùng một nụ cười. Đây một khán giả, ba gương mặt cùng một nụ cười dễ thương hết phần thiên hạ. Con xin phép lấy hình ảnh của hai bà, quá dễ thương, rất thích những khoảnh khắc như thế này của Cường hồn nhiên vui tươi đáng yêu. Chấm điểm 10 cho bộ trang phục. Đây, cười tẹt ra không? Đó, cười tẹt ra nha, dễ thương vô cùng luôn. Bà ngoại áo bông bên tay phải Xuân Mỹ nè, là 84 tuổi đó cả nhà. Hung kìa, hung, hung bà. Cười cưng 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 quá đi. Hình ảnh ổng nựng á cả nhà. Hình ảnh ổng hung bà nựng ổng chứ nhầm, cưng quá đi à, thương quá đi à, giống như đứa cháu nội cháu ngoại trong nhà vậy đó cả nhà. Và bộ đồ thì màu quá là ngọt, bộ đồ này so với Cường thì hơi rộng cả nhà, nhưng mà màu đẹp quá, mặt thấy nó trẻ ra, trẻ ra đó. Đây nụ hôn, dành nụ hôn, hôn cho cụ bà. Đây, bà cưng con nhiều lắm nha, ráng học giỏi, ráng hát thật hay nha, có nhiều show, chúc con có nhiều show nha. Xuân Mỹ giả bộ nói lời của bà vậy đó cả nhà, cưng quá là cưng đi à. Đây trở lại nụ cười của ba nhân vật, một hai già một trẻ, rất dễ thương. Sau show 10, sau show 18 tháng 3, như vậy là khép lại show. Rất là nhiều người còn khi mà kết show thì con nói show hôm nay mà con có show hôm nay có gì sai sót thì mong quý cô chú bỏ qua, và con xin cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ con. Thì mọi người ở dưới nói sao cả nhà, không có gì hết, không có gì, chỉ thiếu bài hát. Hát mười mấy bài nhưng mà vẫn còn thiếu bài hát hết cả nhà, tức là muốn nghe nữa, muốn nghe hoài, muốn nghe giọng Cường, giọng hát của Cường. Bởi vì sao cả nhà? Bởi vì là khi mà cất lên thì nó quá ngọt ngào. Giọng cổ cũng vậy, dù là những cái đoạn giọng cổ ngắn thôi nhưng mà nó cũng ngọt. Như là Lan và Điệp đó, Lan và Điệp thì Xuân Mỹ cũng hát được cả nhà. Rồi bài Anh Ba Khía thì Xuân Mỹ không biết hát. Bài gì đó, Võ Đông Sơ thì hát cũng được. Nói chung là nó sẽ không thể nào hay như ca sĩ chuyên nghiệp. Giờ Xuân Mỹ hát lại cái đoạn lên giọng cổ Điệp, Lan và Điệp cho cả nhà nghe ha. Điệp ơi mai lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ,
Xin đừng quên bến đò xưa, con sông nhỏ chốn quê xưa, em dòm gió mong chờ. Xin đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà, chốn đô thành đầy xa quá cám dỗ, xin điệp đừng để lòng xa ngã bê tha. Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dùm, trao anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận rỡ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ. Rồi đó cả nhà, tham gia một chút cho có không khí, gọi là giọng cổ đồ ha, theo idol thôi, hát theo idol thôi. Ai thích thì nghe, không thích thì cũng không sao, bởi vì là văn nghệ là tô điểm thêm niềm vui cho cuộc sống của mình. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin cho cả nhà xem bản đồ sơ đồ vé. Vé của show diễn ở Đà Nẵng, Mây Lang Thang Đà Nẵng đã giảm rồi nè. Bây giờ thì Xuân Mỹ tạm tính cho cả nhà nè. 4 lần 4 16. 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64. Khoảng 60 vé. Vé VIP nha cả nhà, 1.350.000. Còn vé 600 950 thì 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 23, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 63, 64, 65, 68, 70, 70, 71, 71, 72, 71, 72, 73, 74, 74, 75, 73, 74, 75, 76, 77, 77, 78, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 91, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 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
coi như là dưới cái vé xanh ở dưới nữa là khoảng gần gần 200 nghe cả nhà, 750 mà gần còn gần 200, như vậy là cả nhà hãy tiếp tục ha. Hôm nay thứ hai rồi, còn 5 ngày nữa là tới show show mà Đà Nẵng. Mong là mọi người hãy cùng chung tay góp sức để show Đà Nẵng thì cũng có hai bạn mua 10 vé tặng rồi, như bữa Xuân Mỹ đã đăng cho cả nhà biết rồi ha. Rồi bây giờ thì để Xuân Mỹ tìm cái bó hoa mà FC miền Bắc cũng chuẩn bị cho show 25 tháng 3 nha. Xuân Mỹ xin nhắc lại là show 25 tháng 3, khán giả nào muốn kết nối với FC thì gọi cho Xuân Mỹ 0913 136 109, Xuân Mỹ sẽ kết nối với FC cho cả nhà nghe. Đây 300 đô nghe cả nhà. Đó. Xanh đợt chuối miền Bắc, khu vực miền Bắc tặng show 25 tháng 3 của Cường. Đó cả nhà. Đó. Chuẩn bị quà rồi, sẵn sàng hết rồi đó. Rồi đó là thông tin liên quan tới Cường. Bây giờ thì Xuân Mỹ thông tin thêm một tin an ninh trật tự nha.
Đời thực của Kình Ngư Ánh Viên. Ánh Viên thì cả nhà biết rồi, một bạn trẻ của đồng bằng, người Cần Thơ luôn, giành nhiều huy chương vàng SEA Games, và cô ấy đã giải nghệ về quê. Đời thực Kình Ngư Ánh Viên sau khi giải nghệ gây bão vì quá xinh đẹp trẻ trung. Đây, sau khi chia tay sự nghiệp vào tháng 12 năm 2022 thì mới đây đã chia sẻ những hình ảnh ăn vận bình thường nhưng vẫn gây bão trên mạng xã hội vì quá xinh đẹp, khác hẳn với khi là vận động viên. Khi là vận động viên thì bạn ấy không có sửa soạn gì cả nhà. Ánh Viên từ giả sự nghiệp ngay trước thềm SEA Games 31 đã khiến người hâm mộ không khỏi nuối tiếc. Cả thanh xuân cô đã dành cho bơi lội, là những tháng ngày khổ luyện đầy vất vả và để đem lại những tấm huy chương vẻ vang cho nước nhà. Hiện tại nữ vận động viên đã trở lại cuộc sống bình thường, tập trung vào công việc huấn luyện. Nhưng bản thân, như bản thân từ thông báo, đây hình ảnh Ánh Viên nhận huy chương vàng ở các đường đua xanh. Những ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau loạt ảnh cùng clip TikTok của Ánh Viên. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện tại thời gian sau thời gian giải nghệ, nụ cười tươi tắn, phong thái tự tin cùng câu slogan dễ lắm Viên chỉ cho trong loạt video hướng dẫn bơi lội của cô nàng khiến khán giả vô cùng thích thú. Hiện kênh TikTok của Ánh Viên đã sắp chạm ngưỡng 100.000 người theo dõi dù mới lập chưa đầy một tháng. Đây, khác không cả nhà? À, khác hoàn toàn với hình ảnh ở trên này ha. Hình này, hình ảnh này còn còn đỡ đỡ, có những cái tấm ảnh là gương mặt rất là cằn luôn, nhưng mà cái hình này thì quá xinh đẹp. Không biết là có đối tượng có ai đây. Qua các video của mình thì Ánh Viên không ngần ngại thực hành, đồng thời cầm tay chỉ dạy cho học trò bộ môn bơi lội từng là sở trường của cô. Nhìn thấy sự rạng rỡ của Kình Ngư, ai ai cũng đều vui mừng cho cô gái sau những năm tháng luyện tập thi đấu vất vả. Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục thả tim, cũng như để lại lời khen ngợi dành cho Ánh Viên. Đây, dễ thương không cả nhà? Hướng dẫn tập luyện bơi lội, nên tập luyện bơi lội nha cả nhà. Biết bơi cũng tốt lắm, mình đi biển mình tắm mình bơi. Rồi đó là thông tin của Xuân Mỹ hôm nay. Xuân Mỹ xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và xin nhớ là bấm like cho Xuân Mỹ nha. Xin chúc cả nhà có buổi trưa ấm áp bên gia đình người thân, có buổi trưa ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.